là quan đổi xin thành thật chia buồn cùng gia đình nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ. Vừa rồi là mẹ vợ của Nguyễn Tấn Hỷ đã về khỏi bên anh, quan đổi mượn bài thơ Tiễn Người của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ để hát đưa tiễn mẹ về nơi cõi Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vào giấc thiên thu trong nắng cõi tám lời ru giống về cháu con nay đã để quê xin mẹ an nghỉ chốn quê vĩnh hằng. Giờ yên giấc ngủ ngàn ngày cõi thương.